Xin mời mọi người cùng mình xem cái thành quả ươm cái củ hoa ly mà không cần phải khó lành nhé, để xem là nó đẹp như nào, mà nó có những hiệu quả thế nào qua cả cái màu này, hay là các màu đã ươm. Tuy cái thời gian có khi 1 tuần, có khi 10 ngày. Đây là màu hồng, là màu vàng, bên kia là màu hồng. Ở đây có này, vàng này, hồng này, đỏ đấy. Đây thằng màu vàng này thì mâm khá là mập. Mâm nó phải ngón tay cái đấy. Rất là to. Thằng này to sẵn này, có tổ chất to sẵn này. Thằng bắt đầu nó nở ra, nó đến nó chất. Củ nó trướng nó nở ấy. Gần như cầm mà lôi lên là cứng ngắc luôn, đúng cứng ngắc luôn đấy, cứng ngắc luôn, chất luôn đấy. Nó nở đã rất là nhiều đấy, là bằng màu vàng này, mâm nó tỉa tái luôn đấy, đi thơm ấy. Còn nếu mà trường hợp mà mọi người mà mua phải củ không thơm ấy thì mâm của nó sẽ không có tỉa như này đâu. Khi mà ươm đến là thấy rất là rõ, khoảng tuần là rất là rõ nét luôn, nó chỉ trắng tính thôi, trắng tính mà nó không được mập như này đâu. Đây là thằng màu vàng, bên này thì là thằng màu hồng này, màu hồng đấy. Chỉ trung cái lưỡi đen ở trên và xếp chồng lên nhau đây. Thằng màu hồng đấy, như trống này, nhìn này đấy. Màu hồng hôm nay đường khá là đẹp, cái quả của nó dài đấy, mọi người thấy mâm củ nó trương lên cứng ngắc này, gần như cứng ngắc này. Cái này chỉ xếp một lớp thôi và phủ cái mun, phủ mun lên tưới đẫm để ở ngoài trời, thành ra là mọi người cần phải tưới nó nhiều hơn. Còn thường thường nếu khó thì hầu như là tưới một lần đậm phát là để khoảng nửa tháng thoải mái luôn, nó vẫn ướt vì nhiệt độ nó vẫn thấp ấy, nó không bị mất nước. Còn để ở ngoài thì buộc lòng là mình phải thường xuyên tưới hơn. Rồi sáng bên này cũng mình cái màu đỏ này, màu đỏ, màu đỏ bên này. Đây, đây màu đỏ này. Màu đỏ này cỡ nhỏ hơn nhưng mà mầm này, mầm đẹp không? Đấy, mầm này tỉa tái luôn. Sau khoảng 10 ngày và thằng này rễ ra rất sớm, tỉa luôn, sưng rễ này. Đây này thấy này, rễ nó sưng này. Đấy, sân này, đây thấy rõ không? Đây, 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 cái chỗ này rễ ra sưng sưng rồi đấy, ra rễ sớm rất là khỏe đấy, mâm tía đấy. Đấy, cách làm như rất là đơn giản thôi mọi người, chỉ việc là xếp chồng lên nhau xong rồi để vào chỗ tối này. Nay anh chế một cái lưới đen rất đơn giản và tưới thôi đấy, tưới cho nó ẩm. Sau đấy là mình chắc khoảng 5-6 hôm nữa thì bắt đầu ném ra trồng. Lưỡi đen này, mọi người có thể dùng cái lưỡi đen hoặc là dùng cái lưỡi đen dài hơn nhé. Đấy, làm sao mà cho nó mát, cảm giác là che được nắng tối, vừa tối vừa này mát nữa, đang tốt. Đấy, là chia sẻ mọi người một chút về cách làm nhé. Cứ làm đơn giản thôi, không có gì hay quá là phức tạp. Không có khó thì mình dùng không có khó, mà có khó thì mình dùng có khó thôi. Không như thế là phải ướm, phải có khó, phải phong lành, phải điều hòa mới làm được. Tùy cớ mình làm thôi. Đấy, đẹp không? Đấy, mâm nó vẫn là đẹp, vẫn bù bẫm, vẫn bởi vì là nó được giữ ẩm tốt đấy. Với đồng thời là việc là tối này nó sẽ kéo được dài cái mâm thời gian đâu, chứ không là nếu mà lúc đặc biệt là thời tiết mà nóng ấy mà trồng ra thẳng luôn thì những cái củ màu đỏ này nó sẽ chưa thể ra rễ được như kiểu lúc mà mình ươm như này được. Mặc dù là có thể là cây giống này nó ra rễ sớm
nhưng mà cũng tốc độ thì vẫn để mát nó để nhanh hơn. Đấy, đó là một cái chia sẻ mọi người có thể là làm theo kiểu như này nhé. Còn nếu mà trường hợp có kho lạnh thì rất nên tận dụng cái kho lạnh để làm, nhưng mà kho lạnh thì phải nuôi dài hơn, nuôi sớm hơn nhé mọi người nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.